Các người cùng xông lên đi, còn đợi gì nữa, giết hắn. Người đàn ông một mình thách đấu cả võ lâm. Cho dù đối mặt với bát giáo phái Thiếu Lâm tự cái bang, anh ta cũng không chút lo sợ và có thể dễ dàng giết hàng chục đối thủ. Lúc này trụ trì Thiếu Lâm không phục trực tiếp ra tay, chỉ một trượng cũng chứa sức mạnh vô cùng lớn. Tuy nhiên, chỉ với ba chiêu đã bị anh đánh trả. Nhưng trụ trì với nhiều năm luyện tập, ông có thể trực tiếp uốn cong thanh kiếm, nhưng khi không có kiếm anh ta còn tỏ ra lợi hại hơn, trực tiếp tóm lấy trụ trì và đập mạnh, không thể phản kháng lại. Cuối cùng ông bị đá bay ra xa, lúc này anh ta bị hai sát thủ đánh lén sau lưng, lập tức hất văng anh ta ra khỏi cửa, không đợi anh đứng dậy, bốn trưởng lão cái bang muốn nhân cơ hội này để lấy mạng anh, họ không ngừng dùng vũ khí tấn công, dưới sự tấn công điên cuồng của bốn người, Kiều Phong không kịp phản ứng, anh bị đập mạnh vào cột đá. Thấy Kiều Phong bị thương, các trưởng lão thừa thế xông lên, anh bị đuổi đánh dồn vào góc tường, nhưng bọn họ không biết rằng Kiều Phong chưa dùng hết sức, bởi vì anh vốn là bang chủ của bọn họ, chỉ cần anh ra tay thì không ai có thể phản kháng. Một chiêu thức lợi hại như vậy, chỉ có thể là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Bọn họ thấy tình hình không ổn thì ra lệnh, lập trận, lập tức một trận đồ được hình thành, chỉ thấy hàng chục người cầm khiên và lưỡi kiếm sắc bén, bắt đầu bao vây lấy và dùng vũ khí tấn công Kiều Phong, thật không ngờ, chỉ cần xoay người anh đã có thể thoát ra ngoài, một bước dẫm trên những thanh gươm và rời đi, dù có nhiều đối thủ, nhưng với Hàng Long Thập Bát Trưởng, Kiều Phong không ngừng tấn công. Nếu ai muốn thử thì bước lên phía trước. Đơn giản là bất khả chiến bại, nhưng một ả tiện nhân đã không nói đạo lý làm trò bỉ ổi, ả ta bắt mỹ nhân của anh và uy hiếp, Kiều Phong đã thực sự phẫn nộ, điều mà anh ghét nhất đó là kẻ tiểu nhân, anh tức giận giải cứu người yêu và giết bất cứ ai cản đường, đến một người thì giết một người, đến nhiều thì giết nhiều. Dù có đến bao nhiêu người, thì hôm nay cũng không ai có thể cản đường anh ta. Thấy không ổn tất cả cùng lúc tấn công, anh bị đối thủ vây quanh không lối thoát, bộ đôi sát thủ nhân cơ hội nhảy lên và không ngừng tấn công. Cứ nghĩ đến đây đã kết thúc, kết quả là trận đồ cũng bị Kiều Phong trực tiếp phá vỡ. Sau đó anh phi thân lên không và ném ra ngọn giáo, ả tiểu nhân lập tức bị đóng đinh trên tường, giải cứu thành công mỹ nhân A Châu. Nhưng không ngờ rằng lão già tóc trắng lại đâm lén sau lưng, anh bị trọng thương vô cùng đau đớn. Nguy hiểm hơn, tám giáo phái lại cùng lúc tấn công, không cho anh ta có cơ hội để thở. Kiều Phong không chút sợ hãi, lập tức vận công để hạ gục tất cả. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Không ngờ vừa vận công thì anh học máu ngã quỵ xuống, hóa ra vừa rồi đã bị đâm anh trọng thương, tôi đã đâm vào điểm yếu của hắn. Hắn đã không thể vận công được, nhanh giết hắn ta đi, ngay cả khi anh ta trọng thương thì cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Đại trượng phu, sinh ra làm người tài, chết cũng không phục, đến đây, giết hắn ta, giết luôn cô ta. Một hiệu lệnh, mọi người lập tức xông lên như điên, dù không còn dùng được nội lực nhưng võ công của anh cũng không phải tầm thường. Anh cố gắng bảo vệ A Châu an toàn, không may, dưới sức ép quá lớn, Kiều Phong dần bị đánh bại. Ngay lúc không thể chống đỡ nổi, đột nhiên chiếc đèn trang trí rơi xuống, sau đó, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện trên mái nhà, trực tiếp giải cứu Kiều Phong và rời đi. Thiên ý khó tránh. Tất cả bắt đầu từ 3 ngày trước, người đàn ông tên là Kiều Phong, tại sao anh lại bị võ lâm truy sát? Khi còn nhỏ anh được đôi vợ chồng này nhận nuôi, sau đó được Thiếu Lâm tự thu nhận, anh theo trụ trì Huyền Nhu luyện tập và học võ thuật, lớn lên Kiều Phong trở thành anh hùng hào hiệp, anh trừng phạt kẻ ác và giúp đỡ người khó khăn, trên giang hồ là một tên tuổi không tầm thường, ở chỗ của Đại Tống, đều không liên quan tới tôi, chỉ cần có anh, nhà Tống sẽ không tồn tại những kẻ bại hoại, người không phạm tôi sẽ không phạm người. Nếu ai đó phạm tôi sẽ đấu với hắn, hắn muốn đánh bao lâu tôi sẽ đánh bấy lâu. Nếu như có người không tin, cố tình làm chuyện ác, vậy thì chỉ có thể đối đầu là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng sao? Ngươi là bang chủ của cái bang Kiều Phong. Để xâm lược Đại Tống, mộ dung phục của Đại Yên Quốc, hắn phải trừ khử cái gai trong mắt Kiều Phong. Vì vậy, nhân lúc Kiều Phong vắng nhà, lén giết cha mẹ nuôi của anh và ra lệnh cho mọi người lan truyền tin đồn này khắp nơi. Ngươi đã giết cha mẹ của mình, nếu tôi giết người thì các ngươi còn sống được không? Sau chuyện vừa rồi, hắn còn bí mật đầu độc sư phụ Huyền Nhu của Kiều Phong. Sư phụ, và nhân cơ hội sắp xếp một hòa thượng ở ngoài của hét lớn, có ai không? Có kẻ giết người, nhanh đến đây. La hét xong, hắn ta còn đánh cắp cửu âm chân kinh của Thiếu Lâm tự, với âm mưu đổ lỗi cho Kiều Phong, không ngờ đã bị Kiều Phong nhìn thấu. Ngươi nói ta giết người, với ý đồ gì? Ngươi đã gặp ta bao giờ chưa? Không may, tất cả đồ đệ của Thiếu Lâm tự đã đến, họ bao vây Kiều Phong, giết cha mẹ, hãm hại sư phụ, bây giờ còn trộm cửu âm chân kinh, ngươi không xứng đáng là đồ đệ của Thiếu Lâm tự. Nói xong, vị trụ trì lập tức tấn công. Nhưng Kiều Phong không hề hấn gì, ngược lại bản thân trụ trì lại bị đánh bay, mặc dù có thể trốn thoát, nhưng anh đã bị mang tiếng phản đồ, bị cả đại võ lâm xem là kẻ thù, giết kẻ phản đồ, giết Kiều Phong, giết Kiều Phong.
cho rằng Kiều Phong rút khỏi giới giang hồ, Mai Danh ẩn tích, không ngờ anh lại chủ động đến tận cửa. Kiều Phong, bọn ta đang bàn làm thế nào để diệt trừ tên cặn bã như ngươi. Kiều Mộ đến đây để tìm Đông Dư Thần Y, bởi vì người yêu A Châu bị thương nặng, thiên hạ chỉ có Đông Dư Thần Y mới cứu được. Nhưng không ngờ ông cũng cho rằng Kiều Phong là một tên phản đồ, vì vậy muốn nhân cơ hội này lập đại công, để lại mạng của ngươi, đổi lấy mạng của cô ta thì ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ. Cuối cùng, để cứu mạng A Châu, Kiều Phong đành phải đơn độc thách đấu võ lâm, nhưng anh vẫn không quên tình nghĩa, bởi vì hầu hết mọi người ở đây đã được anh giúp đỡ. Uống cạn chén rượu này, ân oán trước kia sẽ xóa sạch. Các người giết ta sẽ không quên. Ta giết các người cũng không mang danh có tội. Sau khi kính cạn chén rượu, xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, hãy cùng nhau lên đi, còn đợi gì nữa. Sau đó là cảnh mở đầu, Kiều Phong đấu 300 hiệp với tất cả bọn họ, không màng đến sống chết của Kiều Phong. Họ không nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Giết hắn, giết cả cô ta. Kết quả là anh bị thương nặng và được một người bí ẩn cứu thoát. Người phụ nữ kia muốn giết A Châu, Kiều Phong thậm chí đến mạng cũng không cần. Để tôi cứu cô ta, chắc chắn hắn sẽ quay lại cứu người. Kết quả là A Châu bị trọng thương được cứu chữa, nhưng đồng thời để không làm liên lụy tới Kiều Phong, họ đã cùng nhau diễn một vở kịch. Cô ta đã làm ta bị thương, các người nhanh đuổi theo. Tất cả các người nhanh lên. Sau khi đánh lạc hướng mọi người, A Châu đã thành công trốn thoát và cô đã gặp được Kiều Phong. Hai người đã có thể ở bên nhau, nhưng anh thề sẽ tìm ra kẻ hung thủ đứng sau chuyện này. Vì vậy, bắt đầu tìm manh mối từ chủ cái bang. Họ theo dõi lão Bạch, kết quả là phát hiện lão Bạch có gian díu với ả tiện nhân kia. Vì vậy, ngày hôm sau Kiều Phong tìm đến lão Bạch, buộc hắn phải khai ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Thấy mọi chuyện bị bại lộ, lão Bạch bây giờ cũng không giấu nữa. Mộ Dung công tử nói, Đại Tống, loạn rồi. Chúng ta có thể vươn lên. Bây giờ hãy để hắn ta nằm xuống trước. Cùng lúc đó, Mộ Dung Phục cũng tới đây. Lão Bạch tưởng cứu tinh đến rồi, giết Kiều Phong rồi, chúng ta sẽ có được thiên hạ. Nhưng không ngờ, cuối cùng lão Bạch lại chết dưới tay Mộ Dung Phục. Đó giống như giết đi một con chó trung thành. Kiều Phong ở trong nhà cũng ra ngoài nghênh chiến. Thấy vậy, Mộ Dung Phục lập tức vung kiếm chém. Nhưng Kiều Phong không hề bị thương, ngược lại còn bị Kiều Phong phản công. Thấy Kiều Phong không dễ đối phó, Mộ Dung Phục cố thuyết phục anh trở thành một phần của Đại Yên Quốc, làm đại thần của Yên Quốc vĩ đại. Nếu ngươi không phục, ta sẽ để ngươi chết ở đây. Nếu có bản lĩnh thì hãy đến lấy mạng của ta. Nhưng Mộ Dung Phục đã không ra tay khiến đấu, hắn ta bay lên mái nhà và bỏ chạy. Nhưng Kiều Phong hôm nay nhất định phải giết hắn. Kiều Phong đuổi theo Mộ Dung Phục 10 km ngoài thành, giáng một đòn xuống Mộ Dung Phục. Và khi Kiều Phong xuống mặt đất, anh thấy rằng nơi này đã tràn ngập xác chết. Ngươi thấy chưa, đây là số phận của việc không phục Đại Yên Quốc. Kể từ khi Kiều Phong trở thành bang chủ cái bang, nước Đại Tống chưa từng có ai dám làm ác, chứ không nói đến làm chuyện tài trời như thế này. Kiều Phong phẫn nộ vô cùng. Lúc này Mộ Dung Phục cũng không còn giả vờ nữa, lập tức di chuyển, trực tiếp đánh trả Hàng Long thập bát trưởng. Người nghĩ rằng Hàng Long thập bát trưởng là tuyệt kỹ võ công, nhưng Mộ Dung ra thời thế thay đổi, có thể áp đảo võ lâm thiên hạ. Hắn nghĩ mình thật sự có thể đánh bại Kiều Phong. Thật bất ngờ, ngay khi chuẩn bị ra tay giết Kiều Phong, hắn không biết rằng Kiều Phong cố tình dụ hắn đến gần, chỉ nhìn thấy anh trực tiếp một trưởng đã đủ đánh bay hắn ta. Ngay sau đó là một cú như trời giáng. Chỉ cần đánh hắn không kịp phản kháng, Kiều Phong một tay nâng hắn lên và điên cuồng đánh. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh liên tục thi triển Cầm Long công. Khi Kiều Phong dùng đến chiêu cuối Hàng Long thập bát trưởng, Mộ Dung Phục không khác gì một kẻ cặn bã trong vài giây. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Khi anh rời đi, một bóng người kéo Mộ Dung Phục ra ngoài, lại còn truyền nội lực cứu hắn. Bố, con vẫn chưa chết. Ta đã ẩn danh khỏi giang hồ trong 30 năm, và bây giờ mọi thứ sẽ lại bắt đầu.